chú đại bi nam mô đại bi hoàng thượng phật hộ tát nam mô đại bi hoàng thượng phật hộ tát nam mô đại bi hoàng thượng phật hộ tát thân chủ thiên nhiên hoàng đại bi thiên đà la ni nam mô hắc lai hắc lai 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 nam mô a di đà phật lai thích thích phát thân nam mô đại phật bảo về nam mô thích bảo về nam mô ta nô ni ca ni a phát thành nam thật về tới nam mô phật nam mô tất cả phật nam mô a di đà phật thích thích phát thành nam mô đại nam mô nam thân chủ thiên nhiên hoàng đại phật lai thân bạc an thần độ di bạc an thì cũng các bạc tất cả nam mô phật nam phật đại nam thích phát nam phật luôn luôn ta nhớ cha đại đế như thế ma bồ đề tất cả tất cả ma nam ma nam ma thì dùng cung 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 ma bồ đề bồ đề phật đại đế ma phật đại đế đại đế đại đế bị thì thất phật đại đế đại đế đồng bạc phật nam đế đại đế đại đế tất cả đại công phật tất cả lợi thành sanh thành tâm độ tất cả giao luôn luôn ma đang luôn luôn thì ta đa thức thì tất bị chúng tôi đang bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả khi đến thì giả đang đang chỉ địa địa pháp như tham bây giờ ma đang tất cả ha tất cả giả tất cả ha ma tất cả giả tất cả ha tất cả như vậy tất cả giả tất cả ha ta đang chỉ tất cả ha ma đang đang tất cả ha tất cả ha một như vậy tất cả ha tất cả ma tất cả giả tất cả ha để thiết ra tất cả giả tất cả ha ta đã biết tất cả giả tất cả ha ta đang chỉ còn lại tất cả giả tất cả ha ba mà là thân thiết tất cả giả tất cả ha năm bốn ta đất đây đây vậy nha năm bốn địa ba bảy thiết kế tất cả tất cả giả tất cả ha anh thất tiền môn mệnh đang tất cả giả tất cả ha anh thất tiền môn mệnh đang tất cả giả tất cả ha anh thất tiền môn mệnh đang tất cả giả tất cả ha Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Luôn giữ nhất tâm niệm pháp trong này không được để một pháp na nào nhớ nghĩ đến việc tập ở thế gian phải nên tư duy sanh tử là việc lớn vô thường đến rất nhanh phải kiên tịnh nỗ lực thì mới vượt qua được chuyện khổ này nếu có chút trái với tịnh pháp thì cũng phí công sức không thể không nhờ chừng nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo nhưng chỉ hương hoa cúng dường như tái nguyện khói linh thông này biến mạng khắp mười phương cúng dường tất cả phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi phật lợi ích làm phật sự tất cả phật pháp tăng bảo thể thường biến mạng đều hiện hữu khắp nơi nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tán phổ hơn tất cả các cõi phật cúng dường là phật tượng dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có hôm nay con xin đem tất cả các hương hoa anh lại càng tăng bảo khái các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn lớn ảnh thật y phục và cụ thức men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường trong các thế giới có người tu cúng dường hôm nay con xin tùy hỷ những người chú tu cúng dường này được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường là nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có phật pháp tăng điền cùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả các thân sắc thân phá lợi hình tượng phù đồ miếng tháp và tất cả các phật sự của chư phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thiết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng với chúng sanh tu hành cúng dường như thế dần dần được thành tựu lục ba la mật tướng vô lượng thanh hiểu xong tất cả pháp vốn thực tỉnh không sanh không diệt một vị bình đẳng niệm thanh tịnh cố cánh viên mãn cúng dường xong tất cả cung kính
Hỡi thỉnh tam bảo chiên chiên, tam bảo khi không đau mà chẳng có, nhưng chúng sanh mê hoặc lâu dài bỏ đi rác tánh hợp với trần lao, nên bị năng cách niệm từ bi nay đã phá nguyên như một phải luôn nhớ nghĩ tam bảo tròn đầy khắp hư không. Ứng Phật hiện hình như trăng trong nước, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thiên Đẳng Quá Khứ Chức Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thiên Đẳng Quá Khứ Chức Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thiên Đẳng Quá Khứ Chức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngộ Thập Tam Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngộ Thập Tam Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngộ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Niết Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sáu Lợi Hành Trụ Phù Đồ Như Tháp Niết Thiết Phật Sở, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Niết Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sáu Lợi Hành Trụ Phù Đồ Như Tháp Niết Thiết Phật Sở, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Niết Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sáu Lợi Hành Trụ Phù Đồ Như Tháp Niết Thiết Phật Sở. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Khác Thiện Ác Nghiệp Báo Tu Vi Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Khác Thiện Ác Nghiệp Báo Tu Vi Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Khác Thiện Ác Nghiệp Báo Tu Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát, đây là người thời đó đã khải giáo và nghĩ Bồ Tát vì ta mà thương hỏi Đại Pháp, nay ta nghe được pháp tối thắng này tất cả là nhờ đại ân đại đức của Bồ Tát này. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nên nhớ hai vị Bồ Tát ấy thực hành từ bi trí tuệ phổ độ quần mê cùng với ai thần của địa tạng Bồ Tát không khác. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, lúc này chúng con đang đối trước vị chủ đệ tâm hối lên toàn lực ai thần đại từ đại bi của Bồ Tát, khiến cho con có mát là chẳng gì không thiện nào chẳng tin, nay con quy mạng hải tỉnh như con nhớ mẹ, ngài là chính chủ của đạo tràng với các vật khác cùng đến chứng minh, nay con xin lòng hộ thiện xin tâm sáng hối lên nước mắt là cầu thương xót như đây trước Phật kính phụng, mong được Bồ Tát nhất họ hộ trì. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nộ Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Tướng, nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nộ Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Tướng, nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nộ Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Tướng.
Như nguyện Đức Thích Ca Từ Phổ Thích Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành tâm tự tại năm năm đời chuyển đức từ chúng con tiến hành tịnh tính. Như nguyện Đức Thích Ca Từ Phổ Thích Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành tâm tự tại năm năm đời chuyển đức từ chúng con tiến hành tịnh tính. Như nguyện Đức Thích Ca Từ Phổ Thích Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành tâm tự tại năm năm đời chuyển đức từ chúng con tiến hành tịnh tính. Chim pháp thiện ác thì có tôn kinh tất cả mười phương pháp tại thanh tịnh cùng chim pháp tánh tại pháp hư không biểu hiện nhập chạy những có cúng dường chim pháp thiện ác thì có tôn kinh tất cả mười phương pháp tại thanh tịnh cùng chim pháp tánh tại pháp hư không biểu hiện nhập chạy những có cúng dường chim pháp thiện ác thì có tôn kinh tất cả mười phương pháp tại thanh tịnh cùng chim pháp tánh tại pháp hư không biểu hiện nhập chạy những có cúng dường. Chim thị tính Bồ Tát biến kiếp Bồ Tát cùng quán tham Bồ Tát mười phương tất cả thì thánh không cả từ bi quan lo thoát tội thân sót ông hội chúng minh hành tác của con chim thị tính Bồ Tát biến kiếp Bồ Tát cùng quán tham Bồ Tát mười phương tất cả thì thánh không cả từ bi quan lo thoát tội thân sót ông hội chúng minh hành tác của con chim thị tính Bồ Tát biến kiếp Bồ Tát cùng quán thế ông Bồ Tát mười phương tất cả thì thánh không cả từ bi quan lo thoát tội thân sót ông hội chúng minh hành tác của con. Vì tại Bồ Tát Ma Tát là bậc của thế là bậc thượng nhất là trí tuệ luôn luôn nhẹ nhàng ngồi nhanh chóng vì chịu cái tiếng này tăng trưởng bằng thiên hiệu pháp tất cả từ đại quý sanh đời của nguyện phóng đại quang minh thần đầy khỏi nguyện các con. Vì tại Bồ Tát Ma Tát là bậc của thế là bậc thượng nhất là trí tuệ luôn luôn nhẹ nhàng ngồi nhanh chóng vì chịu cái tiếng này tăng trưởng bằng thiên hiệu pháp tất cả từ đại quý sanh đời của nguyện phóng đại quang minh thần đầy khỏi nguyện các con. Vì tại Bồ Tát Ma Tát là bậc của thế là bậc thượng nhất là trí tuệ luôn luôn nhẹ nhàng ngồi nhanh chóng vì chịu cái tiếng này tăng trưởng bằng thiên hiệu pháp tất cả từ đại quý sanh đời của nguyện phóng đại quang minh thần đầy khỏi nguyện các con. Hộ pháp Thiên Long và Lam Châu Tể Tiền thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thủy điện kiếp đường khiến sửa tu của con từ thời thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Châu Tể Tiền thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thủy điện kiếp đường khiến sửa tu của con từ thời thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Châu Tể Tiền thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thủy điện kiếp đường khiến sửa tu của con từ thời thành tựu. Tán lễ tam bảo con nghe trong biển chánh kiến tri ân đức chân thật vô biên độ tác các mục tình tâm an hiện tín lễ từng chú vô lượng phước nghe được lễ hết tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp ứng dược nhất tâm lãnh lễ bất thiết tiền bà thi phật. Nhất tâm lãnh lễ thi khí phật. Nhất tâm lãnh lễ trì xá phù Phật. Nhất tâm lãnh lễ câu lưu tôn Phật. Nhất tâm lãnh lễ câu na hàm mâu ni Phật. Nhất tâm lãnh lễ ca diếp Phật. Nhất tâm lãnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm lãnh lễ Bổ Quan Phật. Nhất tâm lãnh lễ Bổ Minh Phật. Nhất tâm lãnh lễ Bổ Tịnh Phật. Nhất tâm lãnh lễ Tamala Bạc Chiên Tàng Hương Phật. Nhất tâm lãnh lễ Chiên Đàn Quan Phật.
nhất tâm đảnh lễ mang đi chàng Phật. Nhất tâm đảnh lễ hoan hỷ tại Ma Ni Bảo Tháp Phật. Nhất tâm đảnh lễ nhất thiết thế gian nhỏ kiến tự lại tinh tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cửu Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Ngao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dẫn Mãnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Trái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Luân Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Chí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Minh Phật.
nhất tâm đảnh lễ chí huệ thái tuật. Nhất tâm đảnh lễ di lặc kim quang phật. Nhất tâm đảnh lễ thiện tịch nguyệt âm diệu tôn chí vương phật. Nhất tâm đảnh lễ thế tịnh quang phật. Nhất tâm đảnh lễ long chủng thượng tôn vương phật. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt quang phật. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt châu quang phật. Nhất tâm đảnh lễ hợi chèn tháng vương phật. Nhất tâm đảnh lễ sư tử hống tự tại lực vương phật. Nhất tâm đảnh lễ diệu âm sắc phật. Nhất tâm đảnh lễ thường quán chèn phật. Nhất tâm đảnh lễ quan thế đăng phật. Nhất tâm đảnh lễ hội ai đăng vương phật. Nhất tâm đảnh lễ phát thắng vương phật. Nhất tâm đảnh lễ tu di quang phật. Nhất tâm đảnh lễ tu ma la hoa quang phật. Nhất tâm đảnh lễ u đàm bát la hoa thù thắng vương phật. Nhất tâm đảnh lễ đại huệ lực vương phật. Nhất tâm đảnh lễ a túc tỳ hoan hỷ quang phật. Nhất tâm đảnh lễ vô lượng âm thanh vương phật. Nhất tâm đảnh lễ tài quang phật. Nhất tâm đảnh lễ kim hải quang phật. Nhất tâm đảnh lễ sơn hải huệ tự tại thông vương phật.
nhất tâm lãnh lễ đại thông quan Phật. Nhất tâm lãnh lễ tiếp kiến pháp tràng mãn hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ trong phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân cá lợi hình tượng của đồ quý tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ trong năm phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân cá lợi hình tượng của đồ quý tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng của đồ như tháp nhất thiết Phật tự. Nhất tâm đảnh lễ tăng nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng của đồ như tháp nhất thiết Phật tự. Nhất tâm đảnh lễ tăng phương nhất thiết chư Phật có hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ quý tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tay bắc phương nhất thiết chư Phật có hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ quý tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ như tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ trong bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ như tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ như tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ như tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ chính xác thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh.
nhất tâm lãnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm lãnh lễ chiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lãnh lễ biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối, con đệ tử Ngô Hoằng Đảng nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ Tôn thập phương Tam Bảo. Đệ tử con từ xưa đã từng Phật các gọi loại khác phong tổng cách tài danh vọng người uống rượu nói loại tiếng chú khen mình chi người các vị danh các điện thần cả kiến mỹ bán tam bảo tội ác trùng trùng ngay con chí tâm sám hối thành khẩn quay đầu mong được diệt trừ tội lỗi. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của các nghiệp khác căn làm chính lệ nên không thấy được chư Phật không biết sự quan trọng của việc thức lý tâm tử thượng thánh không thử không biết giáo lý phi diệu mặc dù nay đã biết nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chính lệ giờ đây con nói trước Bồ Tát hiện tại mười phương chư Phật rộng vì tất cả chúng sanh nguyện lệ sám hối với nguyện giao hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh pháp pháp giới nguyện đoạn trừ ba chứng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp trong lòng thân thiên ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân ngoài đại thế mạng xấu không chút từ thị các việc thiện của người chỉ có ba nghiệp tại nhiều tội chứng việc chi không rộng như ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn che giấu lỗi lầm không muốn người biết không sợ quả báo trong ác đạo không có chút hổ thẹn không mới mà nhân quả vì thế ngày nay chúng tâm nhân quả tâm lòng hổ thẹn thanh tâm sám hoặc thanh tâm thiết khởi ác đạo phát lộ tâm hóa độ tâm tương tục phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện chân từng phát tánh ba niệm sửa đổi tội nặng trong quá khứ tùy hiểu phần thánh dù chút thiện nhỏ niệm mười phương chư Phật có đại phước hệ có thể cứu vẹn cho con cùng tất cả chúng sanh từ phong biển thanh tử vô tận đến bờ cổ thánh đức từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo quá nhiều tội ác nay biết không tịch không vì chúng sanh cầu đạo bồ đề động tu các điều thiện rộng tất cả điều ác di nguyện hết thảy tâm bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp họ nghe con sám hối. Con đệ tử Ngô Hoằng Đại trí tâm sám hối con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh nhất tập cảnh giới đồng thể chư Phật nhưng do vô minh si ấm hưng tập nhân duyên nơi niệm gia cảnh giới hư vọng khiến chúng con tâm thân chấp chấp dưới cái tai và của ta hư tập các ác pháp phá can ba nghiệp tạo nhiều tội chướng thập ác hữu nghịch trọng đang kinh giả chứng tuệ chứng định chứng chi giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi giá như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc thiện mạng ra nghi nhiễm hoặc gặp tài khiến không đủ tự nhiên chứng tâm không thành nên gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát khéo nơi lời an ủi mở đám mây đen nên là một tại âu lo trong tâm con cầu an sám hối di nguyện thập phương chư lệ từ tôn chứng chi hộ niệm nay con sám hối không tạo lại nữa vì con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng tiêu diệt từ vô lượng kiếp đến nay tập ác tướng trọng ngũ nghịch liên đạo nghiệp bán tâm bảo tội nhất tỷ lệ tội tánh như vậy vốn là không thực nhưng tự hơi vọng khởi tâm liên đạo chẳng thật tự có định muốn chi là chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh mau chóng đạt được bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Phát khí tĩnh nguyện con đệ tử Ngô Hoằng Đại trí tâm khí tĩnh nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác nguyện mau thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế chuyển chánh pháp luôn không nhập niết bàn khí tĩnh xong quy mạng lễ tam bảo. Phát tùy hỷ nguyện con đệ tử Ngô Hoằng Đại trí tâm tùy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh trải bỏ đốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và tự thành tựu của các cõi nước trong ba đời hãy đều tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo.
phát nguyện hồi hướng con đệ tử ngôn đại trí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng đến trí Phật đến thành niết bàn hồi hướng tâm quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện thêm và đăng tạo tỉnh thức sinh nguyện danh hiệu con đệ tử ngôi lạc chí tâm phát nguyện nguyện mười phương tâm bảo địa tạng từ tôn phương tốt hộ trì cứu vạn chúng tới thế giới này tiêu trừ thiên tai động lực cánh phát lưu tâm tất cả điều sanh tịnh tính không gặp các chướng ngại vĩnh viễn vạn trường ma đạo và tai chi tà kiến con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời địa tá cầu bi khổ não cuộc sống trung túc tâm tục giới căn gốc ráo thanh tịnh hai lỗ quán đạo ứng niệm hiện tiền tăng mùi tổng trì thành thông phương tiện tứ nhiếp lục độ tất cả điều viên thần liễu ngộ tự tâm nhất thực hạnh giới bỏ thân khỏi thế giới này tánh tại phật tiền đối diện chi đà thân tịnh chư phật được phật học ký trở lại trường lao phổ độ quần mê đồng quy mật tạng tứ hoàng thệ nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tam quy y tự quy y phật xin nguyện chúng sanh thể theo đại đạo phát lòng vô thượng. Tự quy y pháp tinh nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy y tăng sinh nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại hòa nam thành chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát 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 Om Ha 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 Bun Sam Mo Di So Ha